Tụi tôi đã đến được tiệm cơm gà ánh trăng của Admit rồi nè mọi người ơi. Clip này tôi sẽ hướng dẫn chi tiết mọi người thời gian và cách đến tiệm cơm gà ánh trăng. Để bạn nào fan Admit nếu mà đến Thái rồi thì nhất định phải đi nha. Mikabu Nuchu nè. Bối cảnh của tiệm cơm gà nằm ở Banchak Nga Eo Chinese Market, là một cái chợ người Hoa. Nhưng mà mọi người lưu ý thì cái chợ này chỉ mở vào thứ bảy thôi nha. Đợt tôi đi hơi xui xíu là chủ nhật nên là chợ đóng cửa. Tuy nhiên á thì vẫn gặp được cái tiệm cơm gà ánh trăng này. Khu chợ này á thì nằm gần Pattaya. Là tôi đặt vé trên Traveloka bay tới Bangkok, xong rồi bắt xe từ Bangkok xuống Pattaya, thuê xe máy chạy xuống cái khu chợ này. Quãng đường đâu đó đi tầm 30 phút á mọi người. Lý do mà tôi không có đi mấy cái phương tiện công cộng là tại cái chợ này khá vắng. Bắt đi thì được chứ bắt về á hả thì không có xe, nên là mới thuê xe máy để đi á. Và mọi người cũng nên nhớ là bên Thái Lan sẽ lái xe ở bên tay trái nha, nên là lái xe phải cẩn thận á. Trên đường đi thì tụi tôi có ghé dọc đường để ăn trưa, ăn tạm thôi nhưng mà đúng là đồ Thái Lan. Ăn mì mama với lại thịt heo rất là ngon. Food tour những thứ mà mọi người nhất định phải ăn khi tới Bangkok. Đây phải gọi là những quán tâm đắc. Ngon, bổ nhưng mà không có rẻ, nhưng mà ngon. Hãy sắp đi Bangkok thì tham khảo thử nha. Mikabu Nuchu nè. Đầu tiên là quán Cập Bao Cập La, hầu như có ở tất cả các trung tâm thương mại luôn. Nếu mà mọi người muốn ăn đồ Thái ngon ở Đức Thái thì đây là một sự lựa chọn hàng đầu. Tại vì bạn tôi người Thái cũng hay ăn ở Cập Bao Cập La lắm. Các món ngon ở đây là trứng chiên cua, gỏi cá trê, bánh hạnh nhân, với lại cái cánh gà chiên sốt này nè mọi người. Trời ơi nó ngon điên. Tụi tôi quyết định tổ chức sinh nhật cho ba Đạt ở trong đây luôn là mọi người hiểu rồi đó. Có điều là giá hơi cao xíu. Tiếp theo là món kem né, nằm trong một cái building ở Chulalongkorn. Quán Creamery này thiệt sự là chấn động luôn á mọi người. Kem lạnh ăn cùng bánh quy nóng. Bánh quy mọi người được chọn là có sốt lava hoặc không có sốt lava nha, thì giá nó cũng sẽ khác nhau. Kem á thì được thử trước rồi mới chọn, nên là mọi người cứ yên tâm thử thoải mái cho tôi. Ăn kem lạnh kết hợp bánh quy nóng tươi làm tại chỗ, tôi nói bùng nổ trong miệng luôn á má. Đợt này thèm quá nên là tôi phải lên Traveloka đặt vé qua đây á, tranh thủ đặt sớm. Mọi người đã bao giờ ăn kem né chưa? Ê nghe lạ lắm đúng không? Bà nào chuẩn bị qua Bangkok á thì lưu lại cái clip này nghe. Tôi mới vừa được anh Sập khai sáng cho cái món kem né này đó. Mikabu Nuchu nè. Cái này là Creamery ở Chulalongkorn bên Bangkok á. Tiệm này được User Choice năm 2024. Đầu tiên là mọi người sẽ được chọn đế bánh. Có thể chọn đế bánh cookie bình thường hoặc là cookie lava nha. Sau đó là mọi người chọn kem. Ở đây có rất là nhiều loại kem luôn, và mọi người được thử kem trước khi chọn nữa, nên là cứ yên tâm ăn thoải mái đi. Tôi chọn Super Strawberry với lại Matcha. Chọn vị nào là ăn đúng vị đó luôn á. Có điều là giá sẽ hơi cao một chút xíu nhưng mà rất là đáng tiền nha mọi người. Mọi người chọn xong á thì nhân viên sẽ nướng bánh tại chỗ, nướng trong cái chảo gang này nè, xong rồi cho kem lên trên. Bánh cookie ở dưới là chị tôi chọn loại có lava á, còn tôi là chọn cookie than tre trứng muối, ăn kèm kem siêu dâu với lại kem matcha. Ê khúc này là thấy là chấn động rồi nha, nó đẹp mà không nỡ ăn luôn á. Kêu là kem né tại vì bỏ trong cái chảo gang giống như là đi ăn bò né phải không mọi người. Đợt này tôi qua Bangkok cũng bất chợt lắm, tại vì ở trên Traveloka á đang sale tới 13 tháng 10 lên đến tận 50%.